Thầy chào các con là học sinh yêu quý đã quay trở lại kênh Blue English. Nghe thầy tiếp tục học hướng dẫn học tiếng Anh nhà nhé. Trong bài hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các con cái gì đây? Đó là chính là days of the week. Là gì con nhỉ? Week là tuần, đây là ngày, các ngày trong tuần đấy. Các ngày trong tuần gồm có ngày thứ mấy đầu tuần con nhỉ? Ngày thứ hai đầu tuần chúng ta có từ Monday. Con chú ý nào, chúng ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên nhé. Bởi vì đây là một thứ trong ngày, trong tuần. Chúng ta đọc lại nào. Monday. 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 Đây là ngày thứ mấy con nhỉ? Thứ hai. Tiếp đến là ngày thứ mấy con nhỉ? Tiếp đến là ngày thứ ba, chúng ta có Tuesday. Đây, là ngày thứ ba. Chúng ta đọc lại nào. Tuesday. 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 Và ngày thứ tư là gì con? Ngày thứ tư chính là Wednesday. Chính là ngày thứ thứ tư. Và ngày thứ năm là gì con nhỉ? Thứ năm là Thursday. Thursday. Chúng ta đọc lại nào. Thursday. 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 Và thứ sáu chúng ta có từ gì con nhỉ? Friday. Friday. Chính là thứ sáu. Chúng ta đọc lại nào. Friday. Friday. Và tiếp ngày tiếp theo là hai ngày cuối tuần chúng ta có từ Saturday. Chính là ngày thứ bảy đấy. Chúng ta đọc lại nào. Saturday. Saturday. Và ngày cuối cùng của tuần chính là Sunday. Là ngày chủ nhật. Chúng ta đọc lại nào. Sunday. Sunday. Bây giờ mời con chúng ta đọc lại từ đầu nhé. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday, 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 Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, and Sunday, Sunday. Bây giờ chúng ta xem nhé, hai ngày cuối tuần của chúng ta là ngày gì đây? Là Saturday là ngày thứ bảy và Sunday là ngày chủ nhật. Hai ngày này chúng ta gọi là weekend. Weekend. Chúng ta có hai cách đọc đấy. Là dịp cuối tuần. Dịp cuối tuần này weekend. Chúng ta có thể đọc là weekend hoặc là weekend, có hai cách đọc đấy. Và chúng ta weekend này thì chúng ta có hai ngày, đó là ngày Saturday và ngày Sunday. Sunday. Bây giờ mời các con chúng ta sẽ học câu hỏi là hôm nay là ngày thứ mấy nào? Ví dụ nhé, hôm nay chúng ta ngày thứ hai, chúng ta đặt câu hỏi nào nhỉ? What day? What day is it? Today. Today nghĩa là hôm nay. What day is it today? What day is it today? What day is it today? Hôm nay là ngày thứ mấy? Chúng ta sẽ trả lời là It's Monday. Hôm nay là thứ hai đấy. Đọc lại nào. What day is it today? What day is it today? It's Monday. It's Monday. Chúng ta hỏi tiếp nào. What day is it today? It's Friday. Friday là thứ mấy con nhỉ? Friday ngày là thứ sáu đấy. What day is it today? Is Sunday. Sunday là chủ nhật đấy, là dịp weekend. Weekend là cuối tuần đấy con nhé. Như vậy câu hỏi hôm nay là ngày thứ mấy? What day is it today? What day is it today? It's Monday. It's Friday. It's Sunday. Ok, và chúng ta ôn lại cho thầy nào, một lần nào. Nào, days of the week, những ngày trong tuần. Days là ngày, ngày trong tuần gồm có từ thứ hai đến chủ nhật, Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Friday, Saturday và Sunday là hai ngày thứ bảy và chủ nhật, là hai ngày chúng ta gọi là hai ngày cuối tuần. Weekend, weekend. Ok, như vậy thầy chúc các con học thật tốt nhé. Video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các con không quên nhấn đăng ký cũng như để lại ý kiến của mình phía dưới video nhé. Nào, bây giờ thì goodbye for now.